Kinh Phật Đạo. Một thời Thế Tôn ngự tại Savatthi, rồi Tôn giả Ananda trong lúc thiền tịnh độc cư đã khởi lên suy nghĩ như sau: Hạnh nguyện của chư Phật toàn giác ta đã được nghe qua, ta cũng được nghe về con đường tác thành quả vị thinh văn, nhưng Phật đạo của chư Phật độc giác thì ta vẫn chưa được biết đến. Vậy thì ta hãy đến gặp Thế Tôn để hỏi Ngài về vấn đề này. Rồi Tôn giả Ananda rời chỗ thiền cư, đi đến Thế Tôn và tuần tự hỏi Ngài về hành trình hạnh nguyện của thinh văn và chư Phật độc giác. Đức Thế Tôn đã thuyết giảng cho Tôn giả Ananda bài kinh Túc Duyên. Này Ananda, đây là năm quả báo của người nỗ lực tu tập. Nếu ngay thuở bình sinh của kiếp này, hành giả không chứng đạt thánh trí, thì lúc cận tử sẽ chứng đạt thánh trí. Nếu lúc cận tử không chứng đạt thánh trí, thì khi sanh thiên, một thiên tử nào đó sẽ giúp vị này chứng đạt thánh trí. Nếu vẫn không có được cơ hội ấy, thì vị này sẽ là bậc tốc chứng trong một đời Phật toàn giác tương lai, hoặc sẽ trở thành một Đức Phật độc giác. Sau khi thuyết vậy, Thế Tôn dạy thêm: Này Ananda, chư Phật độc giác là những bậc đã thành tựu đầy đủ túc duyên giải thoát, nên một người muốn trở thành bậc toàn giác, độc giác hay thinh văn cũng đều phải có đủ hạnh nguyện thích hợp. Tôn giả Ananda đã bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thời gian thực hiện bổn nguyện để trở thành một vị toàn giác là bao lâu? Này Ananda, thời gian ngắn nhất để trở thành một vị Phật toàn giác là 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Thời gian bậc trung để trở thành một vị Phật toàn giác là 8 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Thời gian lâu nhất để trở thành một vị Phật toàn giác là 16 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Ba hạn lượng thời gian này y cứ vào đặc hạnh của mỗi Bồ Tát chuyên về trí tuệ, đức tin và tinh tấn. Đối với Bồ Tát chuyên hạnh trí tuệ thì niềm tin kém hơn trí tuệ. Đối với Bồ Tát chuyên hạnh đức tin thì trí tuệ ở mức trung bình, trong khi đức tin thì nổi trội. Đối với Bồ Tát chuyên hạnh tinh tấn thì niềm tin và trí tuệ yếu kém, sức tinh tấn mãnh liệt. Đối với Bồ Tát chuyên hạnh trí tuệ, khi chưa trải qua đủ 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, thì dầu mỗi ngày có bố thí nhiều như Bồ Tát Vedsantara và dốc sức tích lũy tất cả ba la mật thì cũng không thể chứng thành Phật đạo. Vì sao lại thế? Vì chủng tử trí tuệ chưa được hình thành, chưa đủ lớn mạnh, chưa đủ chín muồi, giống như những thứ lúa 3 tháng hay 4 tháng, khi chưa trải qua đủ thời gian, thì dầu mỗi ngày có được vun vén, chăm sóc đến mức nào đi nữa, thì cũng không thể nào thu hoạch được. Vì sao lại thế? Vì hạt lúa chưa được thành hình, viên mãn, chưa đủ lớn mạnh, chưa đủ chín muồi. Cũng giống như vậy, khi chưa trải qua đủ 4 A Tăng kỳ, thì vị Bồ Tát hạnh trí tuệ cũng không thể chứng thành Phật đạo. Cho nên, thời gian tu tập ba la mật phải đầy đủ như đã nói thì trí tuệ mới có thể chín muồi. Với chừng đó thời gian cộng với 8 điều kiện cho lần thọ ký đầu tiên thì Bồ Tát mới được xem là bất thối, chắc chắn thành Phật. Phải là loài người, phải là nam nhân, phải đủ duyên chứng La Hán, phải được gặp bậc đạo sư, phải là bậc xuất gia,
phải chứng được ngũ thông bát định, phải tạo được công đức lớn cho Phật, tức dám cúng dường mạng sống, phải có quyết tâm không rời đổi. Hội đủ 8 điều kiện này thì tâm nguyện của Bồ Tát mới thành tựu, nghĩa là được Phật thọ ký, và đã được thọ ký thì chắc chắn sẽ thành Phật. Bổn nguyện ở đây đồng nghĩa với bản hoài. Trong 8 điều kiện trên, Bồ Tát trong lần thọ ký đầu tiên phải là loài người. Nếu Ngài sanh ra trong loài khác thì tâm nguyện thành Phật không thể thành tựu vì sức quyết tâm không đủ mạnh. Với tâm nguyện thành Phật thì Bồ Tát sau khi thực hiện các hạnh lành phải phát nguyện được sanh làm người trong sự kiện trọng đại này, lần thọ ký đầu tiên. Được vậy thì Bồ Tát mới được thọ ký. Gọi là thành tựu giới tính ở đây phải hiểu là nam giới. Ngoài hạng này ra, dầu mang thân người nhưng là nữ giới hay hạng lưỡng tính hoặc vô tính cũng không được. Với tâm nguyện thành Phật thì Bồ Tát sau khi thực hiện các hạnh lành phải phát nguyện được sanh làm nam nhân trong sự kiện trọng đại này, lần thọ ký đầu tiên. Được vậy thì Bồ Tát mới được thọ ký. Gọi là đủ duyên lành chứng La Hán, nghĩa là ngay trong kiếp đó, nếu Bồ Tát nỗ lực đúng mức thì có thể chứng đạt tứ quả. Người không đủ túc duyên La Hán thì tâm nguyện thành Phật không thể thành tựu. Bồ Tát Sumedha sau lúc xuất gia với Phật Nhiên Đăng cũng đã đủ duyên chứng La Hán ngay kiếp sống ấy. Gọi là gặp mặt đạo sư ở đây nghĩa là được tận mặt gặp gỡ chư Phật Chánh Đẳng Giác. Được vậy thì tâm nguyện mới thành tựu, nếu không thì chẳng được thọ ký. Như trường hợp Bồ Tát Sumedha cũng phải tận mặt gặp gỡ Đức Phật Nhiên Đăng rồi phát nguyện ngôi Chánh Giác. Trong lần thọ ký đầu tiên, Bồ Tát phải là người xuất gia, có thể là tỳ kheo trong Phật Pháp hoặc tu sĩ trong một đạo giáo có niềm tin nghiệp lý. Bồ Tát Sumedha lúc đó là một đạo sĩ như vậy. Gọi là đầy đủ đức lành ở đây phải hiểu là sự chứng đắc các tầng thiền định gồm cả ngũ thông. Dầu là bậc xuất gia thì cũng phải có được thiền định thần thông thì tâm nguyện Phật đạo mới thành, nếu không thì chẳng được thọ ký. Bồ Tát Sumedha lúc đó là một đạo sĩ chứng đắc ngũ thông bát định. Điều kiện thứ bảy là Bồ Tát phải tạo công đức lớn với Phật, mà ở đây chính là cúng dường sinh mạng cho Ngài. Thực hiện xong việc đó thì lời phát nguyện mới thành tựu. Như Bồ Tát Sumedha đã trải mình lên đoạn đường bùn sình với tâm nguyện rằng: xin Thế Tôn và Thánh chúng hãy dẫm lên mình con, xin vì lợi ích của con mà đừng dẫm lên bùn. Sau khi xả thân cúng dường thân mạng cho Phật, Bồ Tát Sumedha mới phát thệ Phật đạo. Gọi là quyết tâm mãnh liệt ở đây có nghĩa là lòng thiết tha mạnh mẽ. Có được vậy thì tâm nguyện mới thành. Giả định như được ai đó đề nghị hay thách thức dám xuống địa ngục để trở thành Phật, thì Bồ Tát phải đủ can đảm để nhận lời, hoặc như trước lời thách thức hay đề nghị đi ngang qua vũ trụ này trên một con đường đầy than hừng, đầy vũ khí bén nhọn, hoặc lội qua một vũ trụ đầy nước, băng qua một vũ trụ đầy che gai bén nhọn. Bồ Tát phải đủ hùng tâm để chấp nhận thực hiện việc đó. Với quyết tâm này thì Ngài mới có thể thành Phật. Bồ Tát Sumedha là một con người như vậy. Bồ Tát đã được thọ ký là người có một bản hoài bất thối thì sẽ không tái sinh vào 18 hoàn cảnh bất tiện sau đây. Sẽ không sanh làm người mù bẩm sinh, người câm bẩm sinh,
người mất trí, người chỉ độn bẩm sinh. Không sinh làm người bại liệt, nằm tại chỗ, không sinh vào các bộ lạc mọi dợ, không sinh vào gia đình nô lệ, không là người mắc phải đoạn kiến cố định, không làm người rối loạn giới tính, không vi phạm ngũ nghịch đại tội, không bị phong cùi bẩm sinh, không làm loài bàng sinh nhỏ hơn chim cút, không sinh làm loài ngạ quỷ đói khát hoặc bị lửa đốt, không sinh làm loài Atula, Kala, Kanchika, thân lớn như ngọn đồi, cổ nhỏ như sợi chỉ, không sinh vào địa ngục A Tỳ, địa ngục không gian dành cho người đoạn kiến cố định, không sinh làm ác ma thiên tử, không sinh vào cõi vô tưởng, không sinh vào bốn cõi vô sắc và cũng không sinh sang vũ trụ khác. Phật đạo nói vắn tắt nằm gọn trong bốn điều: tinh tấn, trí tuệ, nghị lực và lợi hành, sống từ tâm. Osaho ở đây đồng nghĩa với Vijaya. Ummanga ở đây đồng nghĩa với Vanya. Avatana ở đây đồng nghĩa với Adithana. Hita Chajija ở đây đồng nghĩa với pháp tu từ tâm. Tất cả Bồ Tát đều là người có khuynh hướng tâm lý ly dục, có thiên hướng viễn ly độc cư, có thiên hướng ly tham, có thiên hướng vô sân, có thiên hướng vô si, có thiên hướng xuất ly tam giới. Do thấy tội khổ của ngũ dục nên Bồ Tát có khuynh hướng ly dục. Do thấy tội khổ của sự quần tụ nên Bồ Tát có khuynh hướng viễn ly độc cư. Do thấy tội khổ của tham ái nên Bồ Tát có khuynh hướng ly tham. Do thấy tội khổ của sân tâm nên Bồ Tát có khuynh hướng vô sân. Do thấy tội khổ của sự si mê nên Bồ Tát có khuynh hướng vô si. Do thấy tội khổ của các cảnh giới tái sinh nên Bồ Tát có khuynh hướng xuất ly. Chư Phật độc giác phải trải qua bao nhiêu thời gian để thực hiện tâm nguyện? Chư Phật độc giác phải cần đến 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, không thể ít hơn. Lý do thì như đã nói ở trước, chuyện gì cũng cần đến thời lượng thích hợp. Bên cạnh việc trau dồi ba la mật, trong chừng ấy thời gian, Bồ Tát độc giác trong lần đầu được thọ ký phải có đủ 5 điều kiện: phải là loài người, phải là nam nhân, phải gặp được bậc La Hán từ Phật Toàn Giác trở xuống, phải tạo được công đức đặc biệt và phải có tâm nguyện mãnh liệt. Gọi là gặp được La Hán trong trường hợp này chỉ chung cho tất cả các bậc tứ quả từ Toàn Giác đến Thinh Văn đều được cả. Các điều kiện còn lại thì như đã giải thích ở trước. Thời gian thực hiện bổn nguyện của Thinh Văn là bao lâu? Hai vị trí thượng Thinh Văn phải cần đến 1 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. 80 vị đại Thinh Văn phải cần đến 100.000 đại kiếp. Cha mẹ, con trai và thị giả của Đức Phật cũng phải trải qua 100.000 đại kiếp, không thể dưới mức này. Ở các hạng Thinh Văn thì điều kiện để phát nguyện quả vị chỉ có 2 điều là tạo một công đức lớn nhỏ rồi thiết tha hướng nguyện điều mình muốn. Sau khi tu tập trọn vẹn tất cả ba la mật trong đúng thời gian thích hợp, tất cả Bồ Tát Toàn Giác trong kiếp chót sẽ sinh vào một trong 2 dòng dõi vua chúa hoặc bà la môn. Tất cả Bồ Tát độc giác kiếp chót có thể sinh vào các dòng dõi vua chúa, bà la môn hoặc thường dân. 2 vị trí thượng Thinh Văn kiếp chót chỉ sinh vào 2 dòng dõi vua chúa hoặc bà la môn, giống như trường hợp chư Phật Toàn Giác. Tất cả chư Phật Toàn Giác đều không ra đời
trong thời điểm nhân loại tăng thọ, chỉ ra đời trong thời kỳ giảm thọ. Tất cả chư Phật độc giác chỉ xuất hiện trong thời kỳ không có chư Phật toàn giác. Chư Phật toàn giác tự mình chứng ngộ và giúp người khác chứng ngộ. Chư Phật độc giác tự mình chứng ngộ nhưng không thể giúp người chứng ngộ. Chư Phật độc giác chỉ hiểu được yếu tính vạn pháp nhưng không thể thiết lập hệ thống giáo pháp. Các ngài không thể trình bày pháp siêu thế qua ngôn ngữ thế gian. Trường hợp này giống như người câm nằm chiêm bao hoặc như người sống nơi rừng rú không thể diễn tả phố xá. Chư vị độc giác cũng không thể trình bày quả vị mình đã chứng ngộ. Tuy nhiên, ở tất cả khả năng, hóa thông, nhập định và bốn trí vô ngại cùng các hạnh lành khác thì chư Phật độc giác chỉ đứng sau chư Phật toàn giác và đứng trên tất cả thinh văn. Các ngài có thể tiếp độ cho người khác xuất gia và hướng dẫn nếp sinh hoạt theo tế hạnh sa môn, dạy rõ điều gì nên làm và nên tránh, và nhiều lắm là cùng làm Bồ Tát không thể giúp chứng thánh. Trong những buổi họp mặt Bồ Tát sám hối thường kỳ, các vị độc giác thường tụ hội ở gốc cây hay dưới đường trên ngọn hương sơn Gandhamadana trong dãy tuyết sơn.